đời tao lên voi xuống chó, bị vụt qua này mẹ em hết rồi. Đại ca suy nghĩ nhiều chi cho nó mệt. Mất hàng của ông chúa chứ mất hàng của anh đâu. Tiền của anh còn trong nhà băng đầy, anh lo cái gì? Chết cái là lần này cứ trốn tù nhục, không những bị đảng công an truy lùng mà còn đội ông chúa nữa. Lão sẽ không tha cho tao đâu. Mất hàng lần này chắc chắn là sẽ cho đám đàn em săn đầu tao mất. Việc này là chẳng may, anh có muốn như vậy đâu. Đó là do bọn chó chơi anh em mình. Tao quá hiểu con người ông chúa. Nhưng sao anh Quang biết ông chúa? Hồi tao còn nhỏ, tao cầm đầu một băng chuyên đi cướp bạc, chăn gái, bảo kê mấy nhà hàng, rồi phang nhau lộn nó. Chỉ là trên đất làm ăn thôi. Giờ tao bị bách vào trại. Thằng em vẫn khỏe chứ? Đây là sếp của anh. Chú mày cứ gọi là ông chúa. Nghe anh kể về mày nhiều rồi, sếp muốn gặp chú mày. Sao? Ở đây được bao lâu rồi? Còn 3 năm. Thế có muốn ra sớm không? Ông chú nó thật hay đùa đấy. Mấy thằng trong này, thằng nào chả đến từng ngày đến ngày ra. Mày phải biết là sếp anh không có thời gian để nói đùa. Nếu như mày đồng ý, sếp sẽ lo cho mày mọi việc để mày có thể được ra sớm nhất. Này, năm nay còn 2 lần đặc xá nữa đấy. Sao lại giúp tôi? Vì sếp cần người tài về làm việc lớn. Thằng Quảng làm mưa làm gió ở đất này bao nhiêu năm đấy, mà còn bị chú em mày xé vé, không để đâu hết nhục. Giờ ấy thì nằm bẹp tai rồi. Cần tôi làm được gì? Cứ ra đi rồi tính. Đấy, sau mấy tháng thằng Lập Dồ đưa tao ra trại, đưa qua Lào để vận chuyển gỗ về Việt Nam. Hơn 1 năm sau tao mới biết tất cả chuyến hàng gỗ đó đều bị khoét rỗng và ruột để chứa hàng. Tao đã vận chuyển hàng trăm tấn gỗ về Việt Nam, thì mày ước lượng xem số hàng là bao nhiêu. Sao anh biết đó là gỗ rỗng ruột? Tình cờ thôi.
Thì ăn cơm anh em ơi. Sau này nó mới lật bài ngờ với tao. Vậy nó quá tin tưởng anh còn gì. Lần gặp trong trại là lần cuối cùng ta gặp ông chúa. Tất cả mọi chuyện điều hành là do thằng Lập, thông qua một con đài bí ẩn. Làm ba cái này, theo em, quen biết ít người càng tốt. À thôi, mày có nhóm sát thủ nào về trên để tìm thằng Hùng không? Theo em, chọn người bắt đi. Ví dụ bọn trong mình không quen thông thổ, hai nữa tiếng Nam. Ok, tao giao việc này cho mày. Anh yên tâm đi. Mày này, mày phải tìm thằng Tông trước. Mày lần giờ vẫn giấu hết thằng đó. Em biết phải làm gì rồi.